hè lên, cá hè đỏ đủ dân kìa, cá hè lên nhiều. Dạ. Cá chim nó lướt hay cá chim nó lướt. Ồ, đồ cái này lên to quá, to luôn kìa. Quá nhiều luôn rồi nè. Rồi giờ còn giỏi nó 3. Trời ơi, vậy là mất hết 7 phần rồi. 7 phần này mất 7 phần luôn rồi. Dữ lắm luôn. Không chú quay đi là không có nó nổ lên đỏ con đằng đâu. Ồ, vậy là trứng đỏ đàn cá này là lớn dữ lắm rồi. Có thấy là còn nhiều dữ lắm đó. Vậy là từ phần là mất 7,3 phải không? Đa phần là cá chim nhiều hả chị? Dạ, cá he cá chim ha. Chim một lần 2 ngón, 3 ngón em. Dạ. Con thấy bự lắm luôn á. Mấy cái chim. Dạ. Rồi sau cái he con nào nếu thấy một cái bằng tay xè. Ôi dữ gì đó. Một cái vô trong này thấy cái nào. Thôi. Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Cao Tùng Vlog sẽ mời với thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để tham quan một cái đàn cá cũng rất là đặc biệt ở An Giang, đó là cái đàn cá chim nha bà con. Thì không biết là đàn cá chim này số lượng như thế nào và kích cỡ ra sao. Thì đây là lần đầu tiên Cao Tùng Vlog được một số bà con cho cái địa chỉ để đến quay đàn cá này. Thì mình được cái thông tin cho biết là đàn cá này đã về với bà con ở đây cũng khá là lâu rồi, khoảng hơn 1 năm rồi. Thì trong những cái clip trước thì Cao Tùng Vlog cũng đã quay những cái đàn cá cha có thể là lên số lượng cả chục tấn luôn, chẳng hạn như đàn cá cha của anh Năm Đặng ở Phú Tân nè, đàn cá cha của Phú Tư ở Đồng Tháp. Thì lúc trước thì chỉ là những cái đàn cá cha thôi, nhưng mà lần này thì cái đàn cá này thì cũng khá là đặc biệt các bà con, đó là đàn cá chim. Trong đó không chỉ có cá chim thôi mà có một số rất là nhiều loại cá luôn, có cá cha nè, rồi cá he nè, cá lóc nữa. Thì không biết là như thế nào thì mình sẽ mời bà con về với thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để tham quan và chiêm ngưỡng cái đàn cá này nha. Rồi mời bà con cô bác theo chân mình nha. Là mình xin bột gòn hả cô? Cái hộp dạ. Của trái gòn nữa hả? Wow, vụ này mới nha. Cá ăn bột gòn là vụ này mới này nha. Cái này là lần đầu tiên mình mới có nghe vụ này luôn. Chưa hả? Rồi mình đi vô nhà của chú bên đây luôn. Dạ. Rồi mình ra được phía sau nhà của cô này luôn. Dạ. Dạ. Chào bà hai. Cái đàn cá này là nó ở gần hết trơn nguyên xóm mình luôn hả cô? Hả chị? Đây cái đàn cá mà mình giới thiệu với bà con ở đầu clip đó. Thật sự là cái bầy cá này là bầy cá rất là đặc biệt của ở An Giang luôn á. Những cái bầy trước thì rất là nhiều cá cha, còn đặc biệt cái bầy này là đa số là cá chim và cá he thì rất là nhiều. Đây. Bên kia thì của cái anh chị bên kia cũng đang cho cá ăn kìa. Đa phần cái bầy cá này thì ở xung quanh những cái khu vực ở phía trong cái bình, trong cái bề lục bình như thế này nè. thì khá là nhiều bà con ở xung quanh xóm cho ăn mỗi ngày luôn á, nên lượng cá càng ngày về càng đông. Ở phía ngoài đó thì bà con cũng để treo những cái tấm bảng á, để cho bà con có đánh bắt thì cũng hạn chế. Cái này là mình ngày nào cũng cho ăn chứ hả anh chị? Là cá này là mình cho ăn là được bao lâu rồi? Được mấy năm rồi? Giống như là nguyên một xóm mà mình giữ đàn cá thiên nhiên ha. Bên kia cho ăn nữa kìa. Bây giờ mình sẽ qua để mình quay ở phía sau này, còn chút xíu mình sẽ qua bên anh chị bên đó luôn. Nó sống theo một cái đường này hả anh? Chị bên đây đang cho ăn nè. Đa phần là cá chim nhiều hả chị? Dạ, cá he với cá chim ha. Ồ, quá to luôn rồi, cá quá to luôn. Ồ, nó vô sát trong bờ luôn hả chị? Ôi ôi, hết hồn luôn kìa. Cô nãy nói là ăn cái gì, cái hột gòn nó được hả chị? Hột gòn cũng ăn, rồi cái này thích ăn cũng ăn, rau cải. Đây, đàn cá này, ôm cá chim bự. Hết hồn cá chim bự luôn. Cái này cá chim hả? Ừ. Rồi cá đỏ đỏ là cái gì? Cái đuôi đỏ đỏ. Cá he. Cũng bự quá hả? Bự lắm luôn. Bài này thì đa phần là cá chim thì nhiều. Lên cái gì ạ? Dạ, mình làm mấy em quay YouTube á. Bước chân miền Tây. Bước chân miền Tây. Cái này là ban đầu mà mình sao mà cá về được hả chị? Tự nhiên vậy đó, nó lại nó ở rồi cái gì cho nó ăn. Ồ. Nó ở trong cái chiếc xuồng bị chìm nè. Chiếc ghe. Ở đây mình thấy có một cái chỗ rất là đặc biệt nè. Ở đây là một cái chiếc ghe mà nó bị hư á, nên nó nằm ở cặp cái mé sông này luôn. Cái đàn cá thì rất là nhiều khi mà đi đến chỗ này nè. Quá bự luôn, hết hồn luôn. Đây là nguyên một xóm cho ăn luôn á. Này là được bao lâu rồi hả chị? À, cũng lâu rồi. Là bắt đầu là đàn cá về là lúc nào? Dạ hơn một năm hả con? Hơn một năm chị. Là ban đầu mình thấy nó lên nó ụt hay sao? Một hai con cá chim vậy đó. Cái mình cho ăn từ từ với lại. Rồi cái đầu xuất hiện nhiều mấy con cá khác. Em thấy có cá lóc nữa. Cá lóc nữa, có rô nữa. Dạ. Có nhiều loại cá ha. Mà đặc biệt là cá chim thì nhiều mà to nữa. Lục bình là của mình ve vô để tránh ghe tạo với xiệt của nó. Tránh xiệt. Người ta có lại xiệt nhiều không? Cũng có vòng ở ngoài đó, cái mình giữ mình không cho. Dạ. Yeah. Rồi mình nói người ta có chịu đi không? Hay người ta tiếp tục người ta xiệt. Dạ. Yeah. Tại cái con sông Hậu của mình là cái ghe cào á, ghe cào đi liên tục. Đây, sông này là thuộc sông Hậu. Nó một cái điều khác biệt của những đàn cá mà ở trong đây có quay là người ta ở trên một cái kênh thôi, một cái kênh nhỏ thôi. Còn cái đàn cá này là sống hoàn toàn với con sông lớn luôn, không gần sông cái nha, sông Hậu. Ghe tàu thiệp thì với ghe xà lan đi cát mà đó là liên tục luôn á. Ở đây thì nhờ được cái nguyên một cái dàn lục bình ở đây á, nên cái cũng giữ được cái đàn cá phía trong này. Bữa thì trải nghiệm cho cá cha ăn là bữa nay sẽ có em Phước cho cá ăn luôn đó. Thanh niên chưa gành về các loại cá. Nó no hết rồi, nó dốc cân này nó không lên nè. Có cá lóc mà nãy giờ con chưa thấy cá lóc nè. Cũng nhiều loại ha bà Hai. Kìa. Ôi đằng kia kìa. Giống như là nó mình cho ăn làm như nó hơi nhát á ta. Khi mà mấy chị đó nãy cho ăn là nó dạng rất là dạng luôn á. Cầu nha. Đây bây giờ mình xuống sát ở dưới cầu nè, mình trải nghiệm luôn nè. Bỏ mồi xuống rồi Phước. nhóc trơn nè mà nó không ăn. Nè nè bà con, nó táp ít lắm. Nó sát luôn nè. May mắn kim là được. Nếu mà được một con cá chim mà ăn sát luôn nha. Cái chim cái he. Ở bên của bà hai cho ăn kìa. Nó rội rất là nhiều luôn kìa. Ở trong cái ghe bể này, cái ghe hư này là nhiều lắm nè. Cá chim, cá cha, nói chung là cá cha đây thì rất ít. Tao bằng là cá chim thì nhiều, với cá he là cá chim thì nhiều. Cái lượng cá he rất là nhiều. Mình thấy là cá chim á trung bình là khoảng trên ký hết nha. Rất là nhiều luôn. Quá bự luôn. Ở phía trong nữa, sát ở trong phía ngoài chiếc ghe cũng có rất là nhiều cá luôn. Giờ này thì nước lớn đó, cái cá nó vô phía trong luôn. Mà nãy giờ mình quay á, mình thấy có một cái điểm nó rất là lạ nha. Khi mà cái chị chủ nhà xuống cho ăn á, thì cái lượng cá lên rất là nhiều. Còn mà bạn Phước xuống cho ăn á, thì cá rất ít nha. Để bây giờ cho bà hai xuống cho ăn ơi Phước. Thử coi cá nó lên nhiều không Phước. Kìa. Dạ. Giống như là mến chủ với bà hai. Dạ giống như mến chủ vậy đó, khi mà bà hai hoặc là chị xuống cho ăn á, thì cái lượng cá lên rất là nhiều luôn á. Tôi sợ là nó đi ra ngoài. Tôi cũng muốn cá mình đừng có đi ra ngoài mình niệm cho nó nghe nó ở cho mình quen với nó. Là mình niệm Phật cho nó nghe luôn hả bà hai? Mình niệm Phật. Là mình nói với nó vậy mà. Dạ là cái lúc đó là mình vừa cho ăn là mình vừa niệm Phật với nó luôn hả bà? Tội nghiệp nó quá, tôi sợ nó bắt chú ơi. Yeah. Bắt rồi cũng mình thấy nó mình nuôi con gì mình thương con nấy. Dạ. Yeah. Cái này thì còn quý hơn cả cái việc mình đi làm từ thiện nữa đó. Cho ăn riết rồi cái tay nè, hôm nay mấy ngày bị sưng, tại bầm ba cây ở trái ra mà dưa cà dưa leo rồi nó ăn dữ lắm á bà hai. Ừ nó ăn dữ lắm. Yeah. Cà nè, dưa leo đồ đó. Yeah. Mà bó 3 thuốc nữa này mới hết. Lên Phước xích lên trên Phước. Kìa bà hai cho ăn tút ở trong kìa. Giờ này cá chim lên. Cá he đỏ đuôi dân kìa. Cá he lên nhiều. Dạ. Ban cá chim nó lướt này, cá chim nó lướt. Cái này lên to quá, to luôn kìa. Quá nhiều luôn rồi nè. Bự cái Google học xuống nước đây. Trời ơi đục ngâu rồi, không được. Trời ơi con nào con nấy trên cả ký luôn. Ăn đi cho ăn đi con. Đổ. Áp mặt đổ tôi ạ. Tự nhiên bữa nay thấy được cá cha đó vậy. Có nữa. Cá cha ở đây thì hiếm rồi, ít lắm, chủ yếu là cá chim với cá he. Ở bên nhà của chú hai á là cá gô rất là nhiều lắm. Mà không thấy nó ụt ở đây. Cá gô đồng lớn lắm luôn. Cá lóc đồng là nó nổi lên. Cá gô đồng là to bằng hơn cái ngón chân mình luôn á. Dạ, nhiều lắm luôn. Cái này bên đây thì cá chim với cá he thì nhiều. Anh đỏ đuôi vậy kìa. Cá he lên rồi, quá chàng luôn. Giống như mình nuôi mà khi mà mình giống như mà mình nuôi lâu á bà hai, mình có cái tình thương với nó bà hai. Dạ. Thương lắm mà nó bắt rồi mình nói hoài nói không được chú ơi, rồi mình cũng hết nói luôn. Dạ. Mình thương lắm. Thì mình cũng cố gắng mình giữ ha bà hai. Dạ bởi cố gắng mình giữ nó. Dạ. Mà nuôi gì mệt không bà hai? Mệt lắm, con thấy là mệt lắm á. Cho ăn mệt lắm con. Cực hơn giữ con nít nữa. Đây nè. Nè, dạ. Một bọc dưa leo mà giờ cái tay gì không được rồi, giờ ông cha hai ổng đi mần. Dạ. Mà vui không bà hai? Chừng nào gì ổng mới bầm được. Thấy cũng vui hả bà hai? Vui lắm. Dạ. Vui lắm. Mỗi buổi chiều mình thấy buồn cái mình ra cho ăn cái thấy cũng thư giãn hả bà hai? Dạ. Thấy vui vẻ lắm, mình cũng mừng. Dạ. Nuôi mình thấy nó lớn đó chú thấy mừng lắm. Dạ. Rồi toàn bộ thức ăn là mình thức từ nhà người ta cho có mà chừng nào hết mình mới có mua. Người ta là ăn sớm láng giềng ta lại ta thấy nói như chú gì đi. Dạ. Vậy đó. Dạ. Dạ. Bây giờ nó cũng nhiều lắm mà. Thấy thương lắm chú ơi. Dạ, thấy thương lắm chú ơi. Ở giúp dự định nuôi tới nào bà hai? Cái đó còn cũng không có nói với cái trước được. Dạ. Mà nó còn thì mình cứ cho ăn hoài. Dạ. Rồi nó hết hơn. Giống như là dạ, tùy duyên ha. Dạ, nó ở với mình được bao lâu thì nó ở. Rồi khi nào nó muốn đi thì nó đi. Dạ. Dạ. Mình mừng lắm. Dạ. Nó cho ăn mà bữa nào nhiều mừng lắm, mà bữa nào nó thưa cái buồn. Dạ, hay nó ăn ít cái mình hay buồn hả bà hai? Rồi bữa nào nó bị người ta xịt mình cũng buồn. Ở đây nó xịt dữ lắm luôn. Đi cào á, ghe cào, rồi chài nữa, rồi người ta đánh giăng lưới rồi quá nhiều luôn. Tại vì sông này là sông Hậu, sông lớn. Dạ. Đó. Dưa leo với bắp cải này mà bồng ra là nó ăn nhiều dữ lắm luôn. Cái này là mấy cái này là bà con ở sớm người ta cho đó hả bà hai? Cho dạ, đó mấy đứa cháu nó đi chợ cái nó chừng rồi nó đem về cho mình. Dạ. Dưa leo thì thấy bằng ra. Là mấy người ở ngoài chợ người ta cũng cho mình luôn hả bà hai? Cho luôn, không có ai bán gì mình hết. Dạ. Cho, người ta cũng biết mình có nuôi cái đàn cá này hả bà hai? Mấy đứa cháu nó đi bán đồ ở chợ đó. Dạ. Cái đồ người ta bỏ ra cái nó đem về. Dạ. Vì là ở đây là tổng cộng là mình là có tất cả là bao nhiêu hộ ở cộng đây nè, bên đó mà bên đó cho ăn giết là buồn, buồn nó đi giết là nó bắt nó ra ngoài mấy cái ghe đó nó cầu quá cầu luôn. Dạ. Còn thằng cháu nó buồn nó thôi bà hai tôi giờ buồn quá hết muốn nuôi rồi. Thấy người ta bắt nhiều quá nó giảm cái số lượng ở phía trong ha bà hai. Dạ dạ. Tổng cộng là bao nhiêu hộ ở đây là đây có 3 hả? Đây hả? Dạ. Đây là 3 hộ. Chủ yếu là chỗ chính chỗ ăn là ba chỗ hả bà hai? Chỗ ăn thì 3 chỗ. Mà cái bên đây mấy đứa cháu nó đi hoài. Dạ. Nó ở nhà nó có cho ăn mà đi thì nó không có cho ăn được. Dạ. Ở nhà hổng gài nó ở nhà nó cho ăn tiếp cho nó đỡ ra chú. Ở đây thì cũng có đa phần là ở đây là như là bà con với nhau hả bà hai? Bà con ruột thịt không mà. Dạ. Ở đây nè chú biết nước mà mùa nước nó lên đây nè. Rồi nó lên đây nó ăn chú thấy mà hả? Dạ. Có khi mà nước mà lớn hả bà hai? Lên trên cái bờ luôn hả bà hai? Nước lớn thì cỡ này không có nhiều mà nước lên đó nó nhiều lên đây. Dạ. Khi mà nước là cái mùa nước nổi á nó có đi không bà hai hay là nó ở đây luôn? Vô sàn tôi luôn tôi che đậy này đừng có cho nó vô. Dạ. Vậy là tới mùa nước nổi mà nước nhiều á nó vô trong sàn luôn hả bà hai? Vô luôn. Dạ. Thường lắm chú ơi. Dạ. Con để miếng dán này nè, để con bả cái con bầm cái con hốt con bưng nguyên cái này nè. Giờ mình sẽ bầm cho nó khỏi mất đồng con. Cái này đa phần thì là mình bầm cần bầm nhuyễn không bà hai hay là bầm chậm chậm nó bự bự gì cũng được không bà hai? Rồi để đổ qua cái bao nè cho Tùng. Không được thầu đi. Rồi đổ. Bầm một mới nhiều đi. Để mình gãi như vậy là thích là thức ăn nhiều hơn là đồ tương. Dạ. Dưa leo. Rồi để con xuống. Đâu thử này bây giờ mình Minh cho thức ăn đi Phước. Hết rồi. Để coi mấy ảnh nó có hảo ăn dưa leo không. Trời ơi. Hình như là cá chim thích ăn nhiều hơn á. Ai bầm vậy? Anh bầm hả về anh Tùng? Ông Hằng ơi. Bự quá bự hả? Hình như là hơi to ha. Hình như là ăn dưa leo á, còn đậu hình như là đậu que là không ăn. Đậu que là hơi dài ăn không được nên phải bầm nhuyễn ra. Dạ ăn chút là cũng ăn hết luôn ha bà hai. Nó bị sình nó mệt. Là do cái đậu que anh Tùng ảnh không có bầm ra để dài quá rồi cá ăn không được. Còn cái dưa leo là ăn hết rồi. Nãy chú bầm vậy thì chú phải một đống lâu bầm cho nhiều nhiều thấy thú. Ăn bầm không? Họ không có bầm. Khỏi bầm luôn hả? Dạ như vậy là khỏi bầm luôn hả bà hai? Cái đó đó còn bây giờ bữa chồng người ta sẽ cho nghe lời bà hai cho con thử nguyên miếng luôn hả bà hai? Nguyên miếng nha con. Ơi. Cá xuống hết là nó ăn chút xíu hết. Dạ. Rồi thử nha. Vậy là cá ăn bắp cải hả bà hai? Cái gì cũng ăn. Rau muống. Rồi bỏ xuống đi. Khoan nữa đừng. Khoan. Ôi sao chìm lũng rồi. Chưa thấy lên. Mà tại nó no. Nó ăn chúng ta sẽ không lẽ nãy giờ ăn no thôi. Trải nghiệm một đàn cá thôi đó là rất là mới lạ nha. Không có giống như những cái đàn cá mà ở trên mạng mà rất là nhiều anh em review đó là đàn cá cha. Cá cha thì cái đặc trưng là ăn tạp. Còn đối với ở đây, cá ở đây là cá sông rất là nhiều nha, hỗn tạp cá luôn. Đó, chúng ta thấy là cá he rất là nhiều, cá he đuôi đỏ, rồi cá chim, cá chơi, cá lóc, cá rô đồng của mình. Nói chung là rất là nhiều loại cá sông, cá đồng là tập hợp về đây, chứ không riêng gì cá cha. Chúng ta xem nãy giờ chỗ này là nó cạn giờ này thấy bầy cá chim lên, cá he lên rất là nhiều. Ở vùng khác là cá cha người ta ăn dữ lắm, cá cha là ăn gỗ luôn á. Vậy là mấy anh này là không hảo đồ ung tương à. Thức ăn thì ăn nhiều hơn ha. Rồi, thích ăn nhiều hơn là thích ăn rau, có thể là rau này to. Rau này là nó ăn mà nó ghẻ từ từ. Tôi nghĩ là cái he sẽ thích này, tại vì cái he nó sẽ ghẻ. Đó. Nó sẽ ghẻ. Dạ. Nó xuống thấy là nước thức ăn nhiều đó. Dạ, có nghĩa là nó ăn no thức ăn này ha bà Hai. Dạ. Nên thành ra cái bắp cải này nó ngơi nè. Nhưng mà cái he theo mình nghĩ lát nó ghẻ sẽ hết luôn á. Đó, nó đang ghẻ nè. Cái bầy cá he này rất là lớn luôn á. Thấy hiện tại thì thấy cái đuôi đỏ rồi, giáp nguyên một vùng trong cái bộ phận cái phía trong cái ghe này luôn. Nước thì nó hơi đục. Không có được trong, nước đục. Nước thì ở đây thì nó hơi đục nên khó nhìn thấy. Ở ngoài nhìn thấy. Chú đâu? Chào chú. Tụi con ở trong thành An Giang. Chú thứ mấy để con kêu cho dễ? Hai Đẩm. Dạ chú Hai ha. Hai Đẩm đi kệ dạ. Thấy nó thân mật hơn. Dạ. Sớm gì đồng hả chú Hai? Hả? Sớm gì chú Hai đi đồng hả? Đâu mà ba thuốc Nam nữa. Vậy là mình từ thiện Hút Nam ở đẳng ha. Cái mình là chú Hai Đẩm. Dạ. Chủ của đàn cá ở đây. Lẩm. Dạ. Chú Hai Lẩm ha. Dạ. Lẩm hả chú? Chú Hai Lẩm. Dạ. Nãy giờ chú đi bên tổ thuốc Nam bên kia. Đang bằng thuốc. Dạ. Chú thuốc đang hút thuốc cho người ta uống đó. Dạ. Chú đang đi từ thiện thuốc Nam. Cho đàn cá này về cho ăn về hay là của cô Hai lúc nãy? Không, cái này coi như tự nhiên đợi rồi mình chăn rồi bắt đầu nó đợi hoài đó mà hổm dữ dằn lắm chứ tầm thường bữa nay hơi yếu đó. Dạ. Nước đục nè. Nước đục. Hổm cá he mấy chú thấy rồi cái khủng khiếp. Dạ. Còn trong này cá trê, cá rô, cái con nào nó bàn tay nè. Nước này nước đục quá. Nó đục rồi, nó không có được nhiều không. Thời gian đục nó mới quen, nó quen cá, quen nước nó mới có lợi nhiều. Dạ. Ở đây giữ ba cái ông xiệt, ba ông chài dữ lắm chơi ấy. Dạ, con thấy phía ngoài cũng có để mấy cái bảng cũng nhiều lắm nhưng mà chắc cũng đánh bắt nhiều. Thì nó làm nên vô làm chứ giờ mình đâu cản được bị. Dạ. Đồng sông này mình đâu cản là được. Dạ. Mình nói của thiên nhiên mà. Mình nói nhưng mà ai muốn tùy muốn làm không làm thôi, tùy duyên chứ biết sao vậy. Dạ. Chứ mình cũng thấy cho năng cũng thương tiếc. Dạ. Thương dữ lắm chứ mấy đâu. Lúc đầu là cá nào là vào trước hay chút? Này coi như là cái loại cá nào á? Cá trê, cá trê phi, rô phi, đủ cái loại cá nữa. Dạ. Cái loại cái tớp này đi tớp kia lại liền xì á. Dạ. Mình thấy nó lên nó nó ngớp thì mình cho ăn. Cho ăn chiều trưa có màu chăn, có màu chăn. Dạ. Tại thường thì mấy cái đàn cá cha có cái con cá cha đen nó dẫn đàn về. Dạ. Hoặc là con cá cha hồng. Còn đặc biệt đàn cá của mình là rất là nhiều loại cá luôn. Không biết là loại cá nào mà về trước tiên ha chứ. Mình gặp cá đầu tiên là cái loại cá nào? Cá chim. Cá chim hay gì? Cá chim là con nho 2 ngón, 3 ngón hen, mà giờ con nào đi. Dạ. Con thấy bự lắm luôn á. Vậy là mấy cái chim. Dạ. Rồi sau cái he. He con nào nếu thấy một cái bàn tay xè. Ôi bự dữ vậy đó. Còn cá rô trong này cũng thấy cái thôi đừng có tới. Cá rô bây giờ con chưa thấy. Con chưa thấy cá rô. Trong này cái rô đây dài nó bị thức ăn nó lại ăn mới có nhiều được, đông được. Dạ. Chú Hai nói cá rô ở chứ con nào hay con lấy chứ mình không có chắc chắn là đây là nó thiệt thọ được. Dạ. Thôi giờ mình cứ nói chung là có cái duyên tới đâu thì hay tới đó ha chú Hai. Tới đâu hay tới đó chứ mình không có bảo hành nó được mà hoài được. Nó thương mình thì nó ở hoài ha. Này nó ở dữ lắm, lâu lắm rồi đó. Dạ. Cô Hai nãy nói là năm mấy rồi đó. Hơn năm rồi, dạ đúng rồi. Chú anh cho ăn xay mơ với cái bắp cải à? Bắp cải. Không, leo túi quăng xuống chìm luôn rồi. Chìm luôn. Thấy ngoài quay nâu. Ra ngoài. Để đây cho ngoài nóng này. giờ Cao Tùng Vlog sẽ trải nghiệm cho ăn phía ngoài nha. Dạ không sao đâu. Ôi cái này nè, lên dữ rồi nè. Đỡ buồn hả chú hai? Đỡ buồn hả chú hai? Dạ. Này cá heo lên. Cái này mình có ước lượng được là cái trọng lượng của cái đàn cá này không? Không biết. Dạ. Chúng ta thấy cũng nhiều lắm. Cỡ tắn ha chú hai. Này chắc cũng cả tắn nha chú hai. Thì cái lượng của cá heo thì nó chim thì nó nặng hơn. Nếu mình lo với cái đàn cá cha, tại vì cá cha nó lớn, nó lớn thì nó mấy chục tấn là chuyện bình thường. Thấy là đỏ. Cái đàn cá he này thấy nhiều quá ha chú hai. Hết hồn nó đỏ luôn nè. Dạ. Đâu mà để thử để bàn tay xè cái thử coi cá nó có ăn đút ăn được không cho Tùng. Anh Bức Trang miền Tây tính không có cho mình quay phim nữa kìa bà con. Tính hại anh em đó kìa. Thật sự là mình cũng muốn trải nghiệm như cái đàn cá cha chảnh bà con, nhưng mà thực sự là cá chim thì bà con cũng có đừng nên dùng thử những cái cách cho ăn như vậy nha, chứ cá chim thì nó cũng cái có hàm răng cũng rất là nguy hiểm. Cá he đâu có cắn đâu, cá he đâu có cắn, cho cá he ăn thâu chứ ai kêu cho cá chim. Đừng có dạy nghe lời của anh Bức Trang miền Tây thử nha bà con. Thấy vậy chứ cá chim. Chú hai đâu được hả chú hai? Dạ. Đâu biết. Đâu thấy mồ. Vậy là mình nghe lời chú hai, mình không có thử được. Nó vui nha bà con. Thật sự là cái hàm răng của con cá chim rất là bén nha bà con. Nó là cái gì? Nói chung cái loại là bà con dùng hội với cái loại cá mà ăn thịt đó. Cá mà thịt người đó chú hai. Nó giống như cái loại cá răng gì đó. Cắn một cái là đứt thịt đó. Lăng nha gì cái gì đó trên ở ngoài nước ngoài đó. Cá lăng nha hả? Không phải, cá gì? Rất là bén luôn á, cái hàm răng bén lắm luôn. Răng bén như lắm luôn. Con chưa thấy cá lóc rồi do nước đục quá. Nó bay luôn rồi. Có cá lóc nhiều đó. Rồi nó bay luôn rồi. Quá mê luôn anh Bức Trang Tây. Chú ăn. Dạ, mất công tại chú hai nói mất công đi mua băng đó, bởi vì mình không thử đó. Mua băng gì? Mất... Anh Bức Trang miền Tây tính gài nữa kìa. Mất cái có nhăn với bằng gì trời. Nè đét ơi. Dạ. Không chơi được hả chú hai? Dạ. Mà thôi mình nghe lời chú hai đừng có thử nha bà con. Cái này nó rộ lên. Nếu mà nước này mà trong nữa ha, coi chắc đã mắt không hả chú hai? Dạ. Gộ ha. Đục quá rồi, sao tự nhiên cái này xui đục của ta. Được hay là gió giấc chiều nó đục chứ hai. Nước này đổ. Dạ, cả nước đổ ha. Ở ngoài kia kìa, ngoài phía sau ngoài kia kìa, nguyên một cái bầy cá he luôn kìa. Đỏ trời đuôi luôn rồi. Ở đây là bị cái chim là còn khúc đó cá rô một cái mày thấy hết không biết nữa, còn không thấy rõ nữa nè. Có chài dữ lắm. Cá chài hả? Mới thấy con cá chài lên to lắm nè. Nó xuống rồi. Cho chú hai xuống đi này, cho chú hai xuống. Ngồi đi cái việc lãi này mà tiền đi. Rồi biết không. Con cá chài bự lắm nó mới lên nè. Ôi, con nào con nấy vậy? Con lại đúng luôn nhiều. táp nha. Ủa, táp luôn hả chú Hải? Chiên là nó cắn đứt thiệt đó nha, phải như cá tra nha. Máu nha, cho mấy thằng tượng nha. Dạ. Tại vì con nít mà tắm á chú Hải không có mặc quần á. Là con cá chim nó cắn đứt luôn á. Dạ, cá chim này cắn bén lắm. Nó cắn một cái mà thì mất một tương là có người bị cắn rồi hả chú Hai? Tôi mà cắn tôi mà. Cắn chú Hai luôn hả? Chú Hai mà bị cắn, cái sợi chú gờ nữa hay sao? Bị mắc tay nên tại cào bổ mì. Nó chừa rỉa mì nó vừa mắc tay luôn, hết nên mày mắc tay. Mắc luôn rồi, bẻ lắm, bẻ lắm. Ra con hên này. Mới nãy con cũng cho ăn nhưng thọ mắc tay. Vì làm phước hên nó phước. Đỡ nha, con nó đói á, còn nó no đỡ, còn nó đói miếng thân đó. Tại vì con nít mà tắm xong bây giờ người ta hạn chế cho con nít tắm xong là người ta sợ con cá chim này nè. Còn cá gô đẳng nè, quay đẳng lại đẳng này. Dạ, cá gô đằng kia hết chứ. Nó đi vô nhà chú Hai bên đó được không? Không có chú Hai không mà bằng đợi đi này nó yếu. Hôm qua con có ghé, cô ghé bên đó khá nhiều lắm. Cá nó gần biết gần nó quay nó dễ quay hơn mẹ đây hơi sao. Con bển con ăn rồi. Chân ngoài nè nó quay. Rồi múc chân đi. Ồ cái chồng này. Ở phía trong này nước lớn cái dựa vô trong đây ở nhiều ha chú Hai. Cái mùa nước rồi thế là nó lên trên này nữa chứ một cái nó đen con nữa. Rồi mình theo cho nó ăn hoài cho tụi trưởng nữa. Này mình bỏ đói nó thời gian cho nó đi hết không thầy? Chắc là ông quen không đi đâu bị mồi trăng hoài, lai ra hoài, xin ba mồi trăng hoài. Cái mùa tháng nước rồi mà nước mà nó nhiều chắc nó bò lên đây cái mình cho ăn chắc thấy ham đó hả chú Hai? Một cái ông thấy thôi đừng có tới ông ơi. Tới tháng nước là lên tháng nước là ngập lên trên đây luôn hả chú Hai? Nó ngập nó sâu lắm chứ. Tháng nước lên ở đây quay là thôi đã luôn. Mấy cưng ở đâu? Giờ này nước cũng ở đây thì nước hơi đục nên cũng hơi khó thấy cá nhưng mà thực sự là cá rất là lớn luôn á. Anh cầm nắm ăn cái anh lại tay dưới á. Rồi thử cá chim nó có cắn chảy máu không? Ừ, quá khứ luôn nè. Cái này mình trải nghiệm nè, mình bỏ xuống trải nghiệm nè. Trời ơi, táp lên muốn gần tới cái camera mình luôn nè. Nè Phước, coi nè Phước. Ôi ôi. Hết hồn luôn. Rồi cái tay cũng thôi. Ở đây nè, 4 con cá chê luôn kìa. Kìa. Trong đây chú Hai 4 con cá chê bự bự không à? Ở trong cái mé này nó thích ở trong mé này hơn ha, mát vậy. Cái dựa nè. Không dám ra hả chú Hai? Dạ. Cái này mà mình thử mình dùng cái rổ mà mình xúc nó được. Thử thôi. Cho ăn thử cái con tôm giặt, thử lên thử coi có là dính được nhiều không, mình thả xuống liền. Mình quay coi mình có đúng rồi đó. Gì sát gì coi mới đã nè. Ôi kìa. Nữa bự ra. Nữa. Ôi. Hết hồn luôn kìa. Cá chơi có câu trên nha Tùng. Ở đây con không hay, không biết ở đây có cá. Là về đây cũng năm mấy hả mà chú Hai? Mùa nước này cũng gần 5 rưỡi lâu rồi. Là nó về ngay mùa nước nổi hay là nó mùa khô? Mùa khô. Dạ. Cái ghe này là nước rồng khô rang. Rồi nước lớn mới lên nó trừng tới đây luôn nè. Dạ vì là trong cái chiếc ghe này là hồi lần là nước nó gồng sát cho luôn hả? Sát cho luôn. Dạ. Bây giờ rồng cũng sát luôn. Dạ. Vậy là trong cái bãi này nó khô luôn. Tới ngoài đó mới có nước đó. Dạ. Vì này con nó ở giữa phía ngoài ha chú Hai. Phía ngoài lục bình dài đó, còn trong này khô rang. Dạ. Có nước lớn nó mới vô nè, mới lên nè. Dạ. Rồi thấy người đi răng niệm Phật. Đó. Bả Trang lần nào bả cũng ra biểu gán niệm Phật đó. Niệm Phật Nam Mô Phật. Nói sao với đàn cá chú Hai? Nếu cá con gán niệm Phật và nữa đang con thoát cái cảnh súc vật này nè, đang lên cảnh cõi trên gán niệm Phật, bà, Phật tổ, Phật thầy độ, kiểu gán niệm Phật chứ lắm. Trong lúc mình cho ăn mình nói với cá cho ăn răng, mà bữa nào bà cũng nói với cá, nói bữa nào nói đi. Gán niệm Phật mấy con ơi, đặng nữa về cõi trên với đừng ở dưới này cực khổ lắm, rồi súc sanh nữa. Cá giờ giống như là những đứa con của mình, đứa con tinh thần. Bởi vì bà thương lắm. Vớt cái thả đi bạn ơi, vớt cái thả này nè. Là giảng cái này là thuộc người ta giảng ngoài sông rồi, nên mình không có cách gì được hết. Phía ngoài thì cũng có ta đi giải chài nữa nè. Người ta không có đánh chài ở đây thì người ta đánh cũng đánh chỗ khác nè. Tại vì cái khu vực sông lớn này là bà con người ta sinh sống bằng nghề chài lưới mà. Giăng lưới đó, bắt cá là chuyện bình thường ở miền Tây thôi. Còn ở phía ngoài này thì người ta cũng cào liên tục. Tại do mình gìn giữ đàn cá thiên nhiên thì mình hạn chế. Để mình coi cái anh này anh chài, anh giải cái chài là ngoài phạm vi của đàn cá có dính nhiều hay không nha. Anh giải chài sát mấy cây vàng lục bình luôn. Thì nói chung ở miền Tây thì cái nghề đánh bắt cá, giăng câu, giăng lưới thì là cái nghề mưu sinh của bà con rồi. Nên cái việc đánh bắt cá thiên nhiên ở ngoài sông thì nói chung là không có nói ai được. Để mình xem anh này dở lưới lên coi, lưới dở chài lên coi có cá nhiều hay không nha. Thì chài cái phạm vi cũng gần sát với trong cái mé lục bình chỗ mấy chú giữ gìn. Vì là cá không nhiều, cá cũng ít. Mình sẽ gạo thử cái gỗ này đó, để cho cô chú xem được tận mắt đàn cá luôn. Không, ra ngoài đây nè, ra đây nè, ra ngoài đấy nè, ra ngoài đi chống nè. Này đúng không? Ột lắm, rớt cái điện thoại xuống nước bây giờ. Cái máy với... Đứng sau lưng đồng đó. Rồi. Cho gãi thì gãi nhiều lên cho nó lên. Ở đây thì ở ngoài này thì cá chim không nhiều, cá he nhiều quá. Đúng rồi, mình chủ yếu mình gạo mình lấy cá he thôi. Cá he đúng không? Gạo thử coi được nó có gì, có dễ bắt nữa không? Như có cái hơi người, cái he nó nhát hay sao ta? Như mình để cái xuống cái nó nhát, nó không có nhát nè. Nè cầm quay đi quê em bắt đâu. Không lên. Không dính, dính thức ăn không à. Lại cuộc chơi. Tại vì cái đàn cá cha là mình có thể mình bắt, mình ôm và mình mang lên để mình xem. Nhưng mà đối với đàn cá này là ôm thì không dám, mà tại vì cá chim nó cắn. Còn cá he thì mình vợt thử có vô được hay không. Chứ mình thấy là cá he này quá nhát này, nó khó bắt nó lắm. Đợi gỗ trước với á. Đợi gỗ thì nó nhát đó chú hai. Đừng cắn ngón tay các bạn. Ông sợ cắn, cầm cái gỗ sao cắn được. Nó gặp cái gỗ nó bơi đi rồi. Nó không lại rồi, nó đi luôn rồi. Gỗ đã đi mất tiêu rồi. Ở trong nè, bây giờ vô trong á. Thấy là vô trong này bắt dễ không nè. Ở đây dễ quay luôn nè. Vô trong nè. Rồi bây giờ chở. Kìa nó lên kìa Phước, kìa đó vớt. Vừa cái gỗ gì dở lên lại đi. Đó vớt đó. Vớt lại lên thử coi. Ôi húp mắm me. Ôi hay quá. Nó nhanh lắm ơi. Nó nhanh lắm. Dễ gì cá he nó nhanh lắm. Không được con nào luôn. Rồi sao? Vô trong nè, vô phía trong này nè. Ở trong này thấy dễ hơn nè. Vớt thử được một con cá chim này không? Cho ăn đi, Về vô trong thử coi có. Ồ nó nhảy một cái. Cái con bự bự này cắn dữ lắm không? Để ngủ ngầm với. Thử một con rồi. Không bắt nổi. Khó bắt lắm, nó mạnh lắm. Thấy gì cá chim nó mạnh dữ lắm. Coi chừng cái tay Phước. Không lại luôn rồi. Nó thấy đỏ đỏ nó không lại rồi. Cái gỗ đỏ. Không lại được. Rồi. Đi cho cái lại. Lại đi cho cái coi. Đâu cá chim không được, chỉ có cá he đủ được thôi. Cá chim không được đâu, cá chim sức lớn lắm. Đúng rồi, mạnh lắm. Cái gỗ này nhỏ. Rồi sau khi mình ở nhà chú Hai chú ăn đàn cá thì tiếp tục cách nhà chú Hai khoảng 3 căn thì có một cái nhà của chú Hai ở bên đây nữa, cũng chú ở bên đây rồi cũng thứ Hai, cũng là chú Hai thì sẽ ra phía sau xem cái đàn cá ở phía bên của chú Hai nha. Đây là nhà chú Hai luôn nè. Chú Hai mới lót gạch ở trong nhà. Chú Hai bên kia là sao? Đó là cháu rể. Dạ. Đó nữa con chú với cháu ha. Cháu. Dạ. Chú đây bị dây lớn. Dạ. Cháu rể đó. Muốn đi thăm cái đàn cá của ở phía sau nhà chú Hai đó là phải đi vô trong nhà, tại vì ở hai bên á thì không có đi ra được nha. Đây cái đó là cái phần cơm mà của cái anh ở xóm á, bà con người ta cho mình á, cho để mà cho những con cá ăn nè. Lúc nãy là bước chân mình thấy ở bên đó đó, bây giờ mình về qua bên đây. Ở đây thì có 3 cái điểm cá thường tập trung ăn, đó là ở phía nhà chú Hai ở phía giữa căn chỗ cái ghe bể đó, ở bên kia có một cái nhà của anh kia bên kia nữa. Bây giờ thì mình qua cái chỗ này thì cá tập trung nhiều hơn hết luôn nè. Ở đây thì mình thấy cá he thì rất là nhiều nha. Ui cá chơi kìa. Nó cá chơi có lâu nữa nha. À cá chơi kìa, cá chơi kìa. Đây, mình cá chê. Bên đây thì mình thấy cá he nhiều ha anh. Cá chê nổi lên nhiều nè. Ở bên kia thì cá chim. À có cá rô nữa nè. Ôi trên cầu nè. Đây bà con. Thật sự là cá rô rất là to nha. Cá rô thiên nhiên mà to lắm luôn. Đó. Đây trường lên trên cây cầu luôn nè. Nước thì hôm nay mình thấy nó đục quá nên cá cũng có hơi khó thấy. Ồ, 2-3 cái con cá chơi luôn kìa. Cá chơi có câu kìa anh Cao Tùng. Đây, trên đây nè. Cá trường lên luôn kìa. Ồ, trường lên trên luôn kìa. Trên cái cầu nè. Cái hàm luôn. Đợi xíu có cá rô lên. Ở đây có cá rô bự lắm luôn. Đây, cá chơi nè, thấy rõ luôn. Giảm cỡ mấy phần này chú ơi? Giảm còn 250 giờ còn giỏi nó 3. Trời ơi, vậy là mất hết 7 phần rồi. 7 phần rồi, mất 7 phần luôn rồi. Dữ lắm bữa luôn. Ông chú quay là không có là nó nổ lên đỏ con trơn không? Ồ vậy là chứng tỏ đàn cá này là lớn dữ lắm rồi. Con thấy là còn nhiều dữ lắm đó. Vậy đâu mà chịu. Vì là 10 phần là mất 7 còn 3 thấy không? Vậy là mất 7 còn 3 rồi. Thật sự là còn rất là nhiều luôn á. Hết cá này luôn. Mình. Ở đây cá rô nè. Cá rô này rất dạng luôn nè. Trời ơi, cá rô nè, khủng lồ luôn nè. Mèn đét ơi. Nó ít họng cá rô luôn. Đây. Ngoài cá he với cá chim là chú Hai có thấy cá gì mà lạ lạ nữa không chú Hai? Cá cỏ thì nhấp chân bắt cá rồi. Cái gì, cá chấm cỏ hả? Cỏ rồi có cá xác rồi nó nhấp nhiều lắm. Dạ. Còn mấy cá lóc bụi thôi biết rồi. Tiêu luôn. Còn ký mấy á. Cũng nhiều loại ở đây hả chú Hai? Dạ. Nó rủ nơi là tức là cái chim đậu nơi là nơi yên cá ở ha. Dạ. Tức là chim đậu nơi nước im thì cá ở. Có trường hợp nào mà người ta lại ăn được không? Có, người ta lại đây được thả cái vào một cái chép đó. Không cần nhóc một cái chép nữa lấy quay nó đắt cái đầu chân. Mấy con cá chim không? Cá ta, cá đê đó rồi con chanh mấy thằng kia nó làm hết trơn. Vậy rồi tôi vô cái này là con chanh đây nè, chứ nó đi. Nó mới lại nó quen luôn biết. Khỏi cơ sổ rồi chứ mà. Mình thì muốn đi mua đồ ăn rồi cho nó ăn nữa rồi sao? Ở đó giờ có ai ăn không chú Hai? Không mua đâu giờ ăn. Chỉ nói cho vui thôi. Con chú nó ăn cây cười nữa. Mấy chú nó đắt này ăn ăn chay hết cây cười không? Chú Hai là chú ăn cây cười mấy chục năm. Ở đây là cô bác ở đây vòng đây là đậu Hòa Hảo. Dạ. Vợ chú là chỉ có 24 tiếng hồ đi đó. Đã bệnh ra là chở đi 24 tiếng trở về. Là bà xã của chú nè. Ừ, con bà xã đó. Dạ. Tự nhiên nhẹ nhàng có không ai. Là lúc giải thoát nhẹ nhàng khỏi, dạ. Khỏi cái biến bằng ai hết. Mấy các bạn để chim đừng đánh bắt nó tiêu hết trơn rồi. Cẩn ra. Dạ. Này. Mà cái diện tích lớn quá mình làm mình tăng cường cái bảng lên chú Hai. Để nó lào à. Để lào. Rồi bác gì ơi chú có buồn không? Làm sao giờ? Nói được sâu sao giờ? Chưa biết sao giờ. Đây cá cũng thiên nhiên mà. Còn cảm ơn luôn. Xin đừng cào xẹt cảm ơn mà cũng vẫn làm ha. Chú nói nghe thấy thương không? Biết sao giờ? Câu rượu chài chút chép. Trời ơi giờ không còn ngủ không được con nửa một lần nữa. Không được lúc. Dạ. Hồi lần là nhiều hả chú Hai? Chú đây cho ăn này chú. Hổ cụ mà một nấm mà quăng một cái ao nó làm cái hạt cơm. Giờ ăn lâu lắm nó hết nấm. Bì cá này giống như bè cá linh hết ta, mà không phải cá linh. Cá rảnh nó vậy, mà không phải cá rảnh luôn nữa. Dạ. Cái này cá linh hả chú Hai? Cá linh mà bự vậy đó hả chú Hai? Cá linh sao bự vậy? Chết đứng mẹ. Trời ơi trời. Ở dưới cái góc chân cầu này là nguyên vài cá rô. Thấy nè cái xác này. Hết hồn luôn. Con lớn đâu mà ba thằng nhậu hầu hết không? Quá tàn luôn. Nói vậy thôi, tôi không dám nhậu nó nữa. Nó ở đây nó tu luôn rồi chú hai ơi. Nó nghe điện bạc mỗi ngày mà ai đâu dám nhậu. Vì chú mấy khác nó cũng nhậu nữa rồi. Để lại một đăng ký kênh, một like cho Cao Tùng Vlog. Rồi tạm biệt bà con luôn. Đây